Chuyện này tiền Ấn Độ rồi nha, mấy anh em lên đi quay. Đây nè, thấy rồi. Cái vòng qua nè, vòng qua Ấn Độ nè. Tiền này á, cộng tổng số hình như là 450 đô đồng đó. Mỗi một tờ tiền vậy là 10 đô đó, 10 rúp hay gì đó. Cái này là các Phật tử Ấn Độ cho. Bên Ấn Độ tôi gửi về cho thầy đó, thầy cũng không biết nữa. Đó là vòng qua chiến thắng đó. Tiền thật luôn á, tiền thật cũng phải. Tiền thật luôn á, tiền rúp á. Tiền rúp 10 đô á. Đây không? Đó, tất cả những cái tượng Phật này là bên chùa đó đem về không? Còn mấy tượng Dược Sư này á mới vừa an tọa xong rồi đó. An vị kêu bằng khánh thành cái này rồi đó, là cái cô Phật tử của đem cúng 7 tượng Dược Sư này. Mấy tượng Dược Sư này tượng sao nha. Rồi mấy anh em qua đây. Qua đây thì chỉ cái tượng của Đại Thế Chí nè. Tất cả đều là nhân viên hết nha mấy anh em. Tất cả đều là nhân viên của thầy hết. Đây. Đây là tượng gì? Là tượng Đại Thế Chí. Đại Thế Chí. Anh em đứng bên đó đi. Đây tượng Đại Thế Chí nè. Ha, tượng Đại Thế Chí này thầy đi trên đường ở quận Bình Thạnh á. Thầy qua chùa Thanh Lập hay gì đó, Thành Lập hay gì đó. Qua thăm ông ổ chim nè, thấy không? Có cái ổ chim đậu ở đây. Ổ chim hút mật nè. Nó mới vừa bay thức thì đó, mình lấy cái nó bay đó. Dạ. Anh em thấy không? Dạ rồi. Nói kêu ổ chim gì sư phụ? Ổ chim hút mật. Chim hút mật. Đây chim hút mật đó. Đó, cái ổ đó. Thấy không? Dạ thấy rồi, thấy rồi. Quay qua hướng này nữa, qua hướng thầy quay qua nữa. Dạ. Nó rõ hơn. Bên đây quay qua nó rõ hơn nè. Thấy không? Đó. Ổ chim đó thấy không? Đó, nó mới bay thức thì đó, nó mới bay qua xẹt của nó đó. Đó nó kêu đó. Chưa đó. Ổ này có lâu chưa? Trời ơi, có này khoảng 8 tháng rồi đó. Ổ 8 đó. Tháng nha, ở đây 8 tháng nha. Ổ này khoảng 8 tháng rồi nè, đi ra phía sau. Đi ra phía sau thì chỉ cho. Đây coi, trong đây có ổ chim nè. Nè, hồi trước có ổ chim nữa nè, đầu mèo bắt nó ở đây nó phóng lên, nó xé, nó thòng xuống đó. Ổ chim nè, bắt đầu thầy lụm, thầy cột lên đó, thấy không? Dạ. Đó, giờ ổ chim nó mất luôn rồi, nó xé banh chành luôn rồi. Dạ. Thầy lụm, thầy kéo lên. Sư phụ, sư Minh Đạo. Vô đây, vô tiếp tục ổ chim này nữa nè. Đi xem những cái tổ chim đang xây tổ ở trong chùa nha. Ổ chim này có khoảng 2 năm rồi nè. À, đây thì mẫu đó nha. Đây là ổ này khoảng 2 năm rồi nè. Dạ. Nó đi ra, nó đi xây từ từ ngoài đi vô nhà luôn đó. 2 năm. Ngay chánh điện luôn. Ngay chánh điện luôn, ngay tới chánh điện. Điện đứng hai mặt quay vô, quay vô. Đây kêu bằng cái thất á. Tịnh thất diệu pháp liên qua. Dạ, tịnh thất ha. Đó. Dạ. Cái ổ này có trên 2 năm rồi đó. Ổ này 2 năm, ổ trước là 8 năm rồi nè. Rồi đi ra phía sau thì chỉ thêm cái ổ nữa. Sư Minh Đạo dẫn đi tiếp nha mọi người. Cái ổ này nữa nè, ở phía sau nè, bắt đầu nó xây từ từ trong nhà. Đó đây nè, đây ổ này nè, thấy không? Đó, ổ này là gần đây nè, ổ này là tháng 10 năm rồi đó. Cái ổ này tháng 10 năm rồi, quay qua hai ba bên ba bốn mặt đi đó. Thấy không? Ổ này là hồi tháng 10 năm rồi luôn á, tới giờ đó. Đó tháng 10 rất lành, chim đậu phải không? Đúng, năm mấy ha. Đó. Đó thầy bình thường thôi, thầy sống bình thường thôi, cuộc sống bình thường thôi. Đó rồi ha. Rồi đây bắt đầu thầy lên thầy chỉ mấy tượng Phật này cho. Cái tượng Phật này nè, ở trên đây thì lên chánh điện thì chỉ cho. Giờ đi lên chánh điện trước, chỉ cái tượng Phật cho thấy. Sư chỉ mình những ý nghĩa những tượng Phật nha. Đây. Cái tượng Phật Thích Ca ha. Tượng Phật Thích Ca với mấy cái tượng này với Quan Thế Âm với Ngài Địa Tạng luôn, tới nói tóm lại là những cái tượng nằm trên phần trên. Ha. Là một lần đó thầy đi ở dưới Sa Đéc về. Trên đường cách Bắc Cao Lãnh khoảng 5 cây số có một cái chùa. Thầy mới ghé vô đó thầy thăm, thầy thấy những cái tượng Phật này nè, để ngoài mái hiên hàng ba đó. Thầy mới hỏi ông thầy trụ trì. Ông nói tôi để ra đó đó, tại vì chánh điện tôi xây lớn rồi, Phật tử cúng dường cái tượng lớn. Thì bây giờ những cái tượng này tôi kiếm người đặng mà tôi cho. Thì ngồi nói chuyện qua lại, cái ông mới kể thầy đây là những cái tượng này có là 5 đời tổ rồi. Bốn đời tổ trước tới ổng là thứ 5 á, rồi đưa cho thầy là tay là thầy thứ 6. Mà từ hồi thầy đem tới bây giờ hen, là hồi cất tỉnh thất này là thầy đưa lên đây. Mà trước cất tỉnh thất này á là khoảng 3 năm nữa, tức là từ hồi đó tới giờ là 18 năm rồi đó, là thầy đem về đây được 18 năm rồi đó mấy cái tượng này nè. Còn mấy vị tổ trước thì mình cho quân bình mỗi vị 20 năm thôi. Thấy không? 20 năm, 50 năm là một vị tổ. Vậy là rất là lâu. Là mấy cái tượng này có từ trên 100 năm. Trời ơi. Nha. Còn cái vòng hoa này đó, hồi lúc mà anh lang thang Sài Gòn anh quay thầy đàn đầu bi đó ha. Là bắt đầu là có một cái người ở bên Ấn Độ tự gửi cái sâu chuỗi tiền này về nè. Tiền này tiền Ấn Độ rồi nha. Mấy anh em lên đi quay. Đây nè. Thấy rồi. Cái vòng qua nè, vòng qua Ấn Độ nè. Tiền này á, cộng tổng số hình như là 450 đô đồng đó. Mỗi một tờ tiền vậy là 10 đô đó, 10 rúp hay gì đó. Cái này là các Phật tử Ấn Độ cho. Bên Ấn Độ tôi gửi về cho thầy đó, thầy cũng không biết nữa. Đó là vòng qua chiến thắng đó. Tiền thật luôn á, tiền thật cũng phải. Tiền thật luôn á, tiền rúp á. Tiền rúp 10 đô á. Đây không? Đó, tất cả những cái tượng Phật này là bên chùa đó đem về không? Còn mấy tượng Dược Sư này á mới vừa an tọa xong rồi đó. An vị kêu bằng khánh thành cái này rồi đó, là cái cô Phật tử của đem cúng 7 tượng Dược Sư này. Mấy tượng Dược Sư này tượng sao nha. Rồi mấy anh em qua đây. Qua đây thì chỉ cái tượng của Đại Thế Chí nè. Tất cả đều là nhân viên hết nha mấy anh em.
tất cả là nhân viên của thầy hết. Đây, đây là tượng gì? Là tượng Đại Thế Chí. Đại Thế Anh Chí. Em đứng bên đó đi, đây tượng Đại Thế Chí nè. Ha, tượng Đại Thế Chí này thầy đi trên đường ở quận Bình Thạnh á. Thầy qua chùa Thanh Lập hay gì đó, Thành Lập hay gì đó, qua thăm ông sư bảnh, mà trên đường chưa có tới chùa là có người ta ở lâu rồi. Rồi người ta mới bán cho cái một vị này là ha. Rồi ông đạo Thiên Chúa ổng mới là ổng không có thờ Phật. Ổng mới đem cái tượng này ra, ổng để trước hàng ba hàng rào á, ổng dặn mấy ông thợ á, có ai đi ngang á thì cho người ta thỉnh. Sau bữa đó thầy vừa buổi sáng thầy chạy ngang khoảng 8 giờ mấy á, thì lúc đó là mấy ông thợ kêu thầy lại hỏi thầy thỉnh tượng này hay không, thầy nói thỉnh. Thầy bưng lên thử, thầy thấy tượng thịt cao nhẹ lắm. À dạ. Khoảng 10 kg à, chưa được 10 kg nữa. Nhà mấy anh em coi nè, cái chân bả rất là đẹp luôn. Từ trên xuống dưới rất đẹp, mà cái tượng này tượng của Thái Lan nha. À. Chứ không phải của tượng Việt Nam mình nha. Đem về tới chùa ông Phú ha. Thầy An Phú ổng mới đòi đổi thầy với ba tượng Quan Âm. Thầy mới nói mô Phật bạch thầy, con kính trọng thầy ha, con cũng kính trọng tượng Phật, con có duyên với Đại Thế Chí. Bây giờ con thỉnh về rồi là con không có gửi lại cho thầy được. Bây giờ con phải đem về thất ha. Ông nói nếu mà tôi thỉnh đó, tôi sẽ cho ba bốn tượng Quan Âm, ông muốn tượng nào tôi cho ông tượng nấy ha. Thì thầy nói vậy rồi ổng nói ổng đành chịu thôi. Thầy để trên xe thầy trở về luôn đó mấy anh em. Để anh xe Honda, xe Honda cúp 50 thì trở về luôn. Thầy cột đai trong lưng á. Đó. Thì cái tượng này á, ổng nói tôi nói thiệt với ông, tôi qua Thái Lan đó hen, là tôi tìm cái tượng này là không còn nữa. Cái mẫu tượng này quá xưa. Mấy anh em nhìn thử coi, đâu có Đại Thế Chí ở chùa nào thờ đâu. Không có. Bây giờ mình tự tạc hay sao, chứ bây giờ là cái tượng này là xưa dữ lắm, không có ai tạc kiểu này hết trơn á. Cho nên là ổng nói tôi qua Thái Lan tôi tìm biết bao nhiêu mà không có thấy. Mà ông có duyên với bà. Thấy không? Thì đó, đây là thầy An Phú, thầy An Phú ở quận 8 á nghe. Chùa Chén Kiểu á. Tượng này có ý nghĩa như thế nào? Đại Thế Chí. Bà tượng này là Đại Thế Chí, là bà với bà Quan Âm đứng hầu Phật Di Đà. Hiểu không? Như vậy là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đều có hết nghe bà con. Nghe không? Quý vị cộng đồng mạng, Di Đà Phật, tất cả các vị Phật đều có, chúng ta có ở cõi ta bà này là các vị Phật có hiện tất cả mọi nơi nha quý vị. Di Đà Phật. Rồi con cho con hỏi thêm cái ở trên đây con thấy quá trời nhiều mấy cái tượng này là hoàn toàn những người người ta thờ không được ta đưa cho thầy. Thành tài thôi. Thầy đem về đây hết, thầy đem về đây hết, tức nghĩa là thầy không có bỏ một cái linh cốt nào hết trơn á. Tại vì mỗi một cái cốt này khi người ta thờ đó là những cái thổ thần thổ địa, người ta phải vô đó người ta ngự rồi. Hiểu không? Mình tin không tin là do quyền của mình. Nhưng mà thầy không có cho những cái tượng bể thôi. Còn những cái tượng nguyên là thầy đem về hết. Nha, ai mà không thờ là thầy đem gì hết, bỏ tầm bậy ngoài đường là thầy đem gì hết đó. Còn ai cười chê thầy cái gì cười đâu. Sư phụ có thể chỉ cái những cái bức tượng mà thần tài thổ địa mà cái nào mà ở bên ngoài mà thầy nhặt về không? Cái nào đó nhập về là nhặt về sinh hay gì? Không có, cái này là người ta không có mình lụm hả, lụm là hai tượng này nè. Hai ông này là linh lắm nè. Hai ông tượng này là linh lắm nè. Thầy nếu thầy không nguyện thôi ha, mà trong cái thất thầy thì bỏ đổ đâu mà lạc một cái ha. Thầy nói ông gia hộ cho tôi kiếm coi, là tôi cúng ông nãy chuối là chút xíu là thầy kiếm gặp liền. Tự nhiên là ông khởi trong ý, thầy ông nói thầy kiếm là chỗ nào đầu tiên coi, chỗ mà thầy để đầu tiên á, bắt đầu tôi nhớ trở lại liền. Nghe không? Là ông linh lắm á, ông nhắc thầy hoài à, kiếm đồ hoài à. Thầy để đồ bị mất hoài à, để lát mất, để lát mất vậy đó. Là cũng vậy là hai ông này nè, hai ông này là thầy lụm ngoài đường nè. Người ta bỏ ngoài đường á là dơ lem hết trơn. Thầy nhìn thấy ủa sao kỳ ta, thâu mặt sáng quá mà sao người ta bỏ tùm lum vậy. Thầy đem về thầy rửa chùa ra nó sáng rực vậy đó. Thầy chưa có sơn phết gì hết trơn nghe. Hồi đó giờ đem về là tưởng sao để vậy nghe. Còn cái này là người ta thờ không được, ta bán nhà người ta cho hai tượng này. Tỳ hưu đây nghe. Thầy đem về hết đó. Bây giờ thầy ra đây thầy chỉ cái tượng Quan Âm cho mấy anh em coi nè. Tiếp theo cái tượng Quan Âm này mới linh nè. Tượng Quan Âm nha cả nhà. Cái tượng Quan Âm này mới thực tế nè. Nha. Tượng nào đây? Đây đây, tượng lớn này nè. Cái tượng này là ông thầy An Phú ông đòi đổi thầy với cái tượng Đại Thế Chí đó ha. Thầy không có đổi, cho nên cuối cùng ông cho thầy Quan Âm này màu trắng nghe. Quan Âm này là Quan Âm Lộ Thiên, cho nên khi ông đem nó cho thầy, thầy đem về tới đây rồi đó, là cái ông thợ hồ á, ông tới đây ông dán gạch cho thầy á, ông dán buổi sáng cái tối ông ngủ ở lại đây, ông ngủ ngay cái góc chỗ Đại Thế Chí nãy đó ha. Thầy ông gặp Quan Âm xuống màu vàng, màu vàng sáng chói à, xuống với hai vị hộ pháp với tất cả là người nghe pháp đông lắm. Thì ổng sáng đem cái chuyện kể cho thầy, ổng nói hôm nay con gặp Quan Âm xuống sáng chói hả thầy, màu sắc màu vàng luôn, mà hai vị hộ pháp theo hầu nữa. Rồi xung quanh đó là bắt đầu người ta ngồi nghe pháp quá trời luôn. Thì quay lại là thầy mua cái nhũ đồng này về thầy sơn liền. Thầy đổi bả lại màu vàng. Tại vì kim thân chứ không phải là bạch thân nghe, lúc trước là bạch y. Rồi cái lúc mà thầy sơn lại màu vàng vậy thầy có thầy sơn màu vàng đâu Quan, hoàn toàn là hiển khác hết. Cái ý thầy cái gì là thầy ý đến đây là thầy suy nghĩ cái gì là gia hộ thầy cái nấy. Giá gian gì trước khi mình sơn lại màu khác? Có luôn. Có nói là tại vì anh thợ hồ anh gặp vậy đó.
Rồi con xin đó là mặc áo lại cho mẹ là màu màu quỳnh kim. Màu quỳnh kim là màu vàng này nè, ha. Thì Phật gia hộ mà mỗi lần thầy đi đâu sáng trưa chiều tối, bất cứ thầy đi trên chợ hay đi đâu, đi ngoài đường về là thầy đứng đây thầy xá. Mà thầy nguyện cái gì là có cái nấy. Ở đây là linh hay linh không là do mình nha. Chứ không phải là thầy nói cứ bức tượng nha. Thì thầy muốn nói rằng á, Quan Thế Âm Bồ Tát này nếu bà không có linh thì bà không bao giờ hiển cho qua là ông thợ thấy. Anh em hiểu không? Cái tượng hồi đó là màu trắng. Còn ai mà phỉ báng nói cái tượng Quan Âm hoặc là cái thánh tượng Quan Âm hoặc là Di Đà gì đó không linh á, là tại vì những người này chưa có hiểu thấu được đạo lý. Nha. Thì bây giờ thầy tạm nói cái tượng là như vậy đi. Rồi chút xíu thầy nói với anh em cái cốt lõi sau nha. Rồi A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, từ bi gia hộ. Dạ sư phụ, cho con hỏi thêm cái bức tượng Phật Bà ở dưới. Đây cái tượng này người ta cũng bỏ ngoài đường luôn. Bỏ ngoài đường luôn. Trước cửa chùa Phổ Hiền ở đường đi vô Cổ Cò á. Để trên đống gạch á, thầy đem về luôn, thầy thỉnh ba đem về luôn. Cái tượng này luôn, cái tượng này. Đây cái tượng này luôn. Tất cả là người ta bỏ không ha, người ta nói ta thờ không được, ta bỏ không ha. Rồi thầy đem về hết. Đây là cái đầu này đó nè. Cái đầu này nè, cái đầu này là ta gọi là đầu mi, đầu mi á ha. Thì cái cô Phật tử Vĩnh Long về, cổ đi ngang cầu Mỹ Thuận, cổ thấy cái đầu này lăn lóc ở dưới cầu Mỹ Thuận á, cái dốc xe nó đang chạy lên á, cái bắt đầu cổ mới kêu xe dừng lại cặp mấy lề, đặng cổ xuống cổ lụm cái tượng cái đầu này. Thì khi cổ lụm cái đầu này lên là cái đầu này là bằng đất nung ngang, đất nung chứ không phải là xi măng ngang. Đất mà ta nung đỏ lại đó như đồ gốm vậy đó. Rồi cổ đem về cổ sơn qua một lớp màu trắng rất là mỏng, còn thấy màu đất luôn. Hen, thì cái thánh tượng không đẹp thì cổ mới gặp thầy ở ngoài chợ Hữu nè. Cô này là cô Tám Nhàn, cô Tám Nhàn bán trái cây ở ngoài chợ Hữu á, chính cổ đưa cho thầy cái đầu này. Cổ mới nói con gặp vậy đó thầy, bây giờ con đưa cho thầy về thờ. Hen, thầy mới đem về thầy thờ, thầy mới sơn phết lại cho đẹp thêm. Nha. Thì trước khi thầy đem cái đầu này về đây đó là cái cô bạn của thầy ở nhà nè, cổ nằm chiêm bao giấc tối đó, cổ thấy ông cái đầu này giỡn ở trên đầu nằm cổ á. Hen. Thì cô giỡn nhảy qua với lại gì nè. Thì cô bạn cô mới nói á, thầy ơi con khổ muốn chết, con muốn cất cái ngôi tam bảo mà con không có tiền, mà bây giờ thầy còn giỡn với con nữa. Thì cái đầu này mới nói chuyện, nói con an tâm đi, để thầy giúp cho con sẽ cất được. Nghe cái này là nói bằng sự thật nha quý vị. Ở đây là minh đạo không có đặt. Cái đầu này mới nói chuyện với, là nói con an tâm đi, để thầy giúp cho con cất được. Thì lúc đó là bắt đầu từ đó về sau là bắt đầu thầy yêu cầu thầy đi tìm hay thầy làm bất cứ một việc gì là thầy cũng có tiền hết để thầy làm, có người giúp đỡ hết, hộ pháp á, gọi là hộ pháp á. Đây đây cái tượng này nha, là cái tượng này không phải là thầy nằm chiêm bao thấy mà cô bạn thầy thấy nha. Nhưng mà lạ thay là có thấy giấc tối thì sáng lại á, là trưa trưa chiều chiều là thầy đem cái tượng này về tới. Anh em hiểu kịp không? Nó không phải là của thầy nha, cái thấy này không phải là của thầy. Còn cái tượng này nè, cái tượng này nè, cái tượng này với cái tượng Phật Thích Ca tới với tượng Đa Quam nhỏ xíu kia là cùng chung với Phật Bà đó đó. Phật Bà ta để ngoài đường á, để trên cái đống gạch trên chùa Phổ Hiền ở ngoài đường Cổ Cò đó hen. Là thầy lụm thầy đem về đó. Thầy thấy ngoài trời ngoài trần nắng quá đi thầy mới đem về đó. Còn những cái tượng này là người ta thờ không được, ta gửi lại đây hết. Mà những cái tượng này đem về đây là ai muốn thỉnh thầy cũng vẫn cho nữa chứ không phải không, rất là linh luôn á. Đứng đây nguyện là có, là nguyện là có đó. Người nào mà thành tâm là nguyện là có đó. Còn những cái thánh tượng này là hồi trước có những người ta thờ không được ta đem tới. Nghe. Đó, đây là những cái yếu tố là nãy thầy nói với anh em vậy đó. Còn cái này thầy đi trên đường nè, thầy gặp nè. Này là tự nhiên thầy thấy cái này Phật sáng ra nè. Tự nhiên thầy thấy luôn á, 12 giờ trưa mà thầy thấy Phật sáng ở trong đây, Phật sáng ra thầy đem về liền. Thầy quỳ xuống thầy lại ba lại, thầy nói ông Di Lặc đem về với con nghe, là đem về tới đây luôn á. Là ở bên Thiên Hộ á. Thầy đi quá duyên. Lâu không nha sư phụ? Hả? Phật lên ánh sáng lâu không? Phật lên ánh sáng là tự nhiên thầy thấy chá lên một cái gì nè, là thầy bắt đầu thầy quỳ xuống rồi thầy lại liền. Thầy lại ba lại thầy thỉnh ông đem về liền. Nó bởi vì không có nhiều người tới xin thỉnh thầy đâu có cho, tại vì chính thầy thấy mà. Thì cái duyên của thầy rồi, anh em hiểu không? Cái này là cái rất là tuyệt vời mà không phải là đi nắng chá đâu nha. Thầy quỳ thầy lại thầy nói ngài có duyên với con đem về, mà trong khi đó là cái khánh thờ của người ta đó, biết không? Khánh thờ người ta bỏ mà thầy nhìn thấy ổng vậy là thầy đem về liền. Con ra định hỏi vậy sư phụ, mà sư phụ nói chết rồi. Con nói là sư phụ có thấy đi mà kiểu như 12 giờ trưa mà sợ ánh nắng gọi vô á. Sợ có nghĩa là mình chá đó không? Nhưng mà không phải, ổng nằm khuất ở trong bụi cây mà. Người ta để thì dục vô bụi cây á. Dục bụi cây làm sao mà bị phản ánh nắng được, phải không? Mà mình cũng đâu phải chá mắt đâu, thầy đi ngang là thầy thấy nó phực màu khác không phải màu vàng này. Thấy không? Nó phực cái màu sáng lên làm cho thầy có một cái cảm giác gì đó. Thầy mới quỳ xuống thầy lại ba lại thầy thỉnh lúc nào về. Đó là hai con Kỳ Lân với con này là Tỳ Hưu. Tỳ Hưu. Hai này Tỳ Hưu. Tỳ Hưu chứ phải Kỳ Lân. Hai này Tỳ Hưu. Hai này Tỳ Hưu.
mà thầy đem về có hai ba người lại thỉnh rồi đó, thầy không cho. Này là ông Phật Di Lặc. À, Phật Di Lặc đúng rồi, Phật Di Lặc đó. Yeah. Mà thường thường ta kêu ông là thần tài đó. Dạ, yeah, thần tài thấu địa. Không, đó thì thầy nói với anh em là tất cả những cái nhân duyên lành của thầy nó là như vậy thôi. Dạ, giờ đi tiếp vô bên trong. Dạ, vô bên trong bên đây đi. Còn cái tượng này nè, là Sĩ Ngân thỉnh về cho bên cái chùa Thanh Lương ở ngay cầu Gia Mân á. Dạ. Yeah. Rồi bà sư cô bảnh á, bà thờ sao đó không biết. Bà nói ở bên chùa Dư, bà mới điện cho thầy qua. Thầy với cái ông mà hồi nãy mấy anh em ở nhà đặng uống nước đó hen. Yeah. Là cái ông chủ đó đó, ông đi chở với thầy về tới đây là gần 10 giờ đêm. À. Cái tượng này nè, bà cũng có duyên với thầy nữa đó. Yeah. À, chứ thầy không có đòi thỉnh nó đâu chứ, tự người ta kêu ta cho hả? Yeah. Nó nghĩa nó vậy đó. Còn hộ pháp này là đi chung nha. Ông hộ pháp này là đi chung với mấy cái tượng Phật ở trên chánh điện. Thì cũng nha. Rất là lâu ha. À, cũng lâu cùng một lúc luôn đó. Yeah. Bây giờ mấy cái quai của ông gãy hết trơn nè, thấy không? Yeah. Bể nó bung mất. Lâu quá hả? Lâu quá nè, lâu quá mười mấy năm mà nó bung nè, thấy không? Thì bằng sáp hay bằng bằng xi măng luôn, bằng cốt xi măng luôn. Dạ. Yeah. À, gì đó. Cái tượng Di Lặc này cùng một lúc đó luôn. Dạ. Yeah. Cũng lâu cỡ đó luôn. Cũng lâu luôn. À, rồi xuống đây thầy chỉ cái thánh tượng Di Lặc cho. Đó. Xuống đây thầy chỉ cái thánh tượng Di Lặc cho. À, sư dẫn cái thánh tượng Di Lặc này mới tuyệt vời nè. Những cái tượng Phật ở trong đây nha. À, cái thánh tượng Di Lặc này mới tuyệt vời nè. Mấy anh em đưa máy sát vô đi. Nha. Đây. Đó. Cái ông chủ ông thờ cái tượng này. Ở trên bàn con mèo nó làm rớt xuống. Dạ. Cái tượng này bằng thạch cao nha. Nứt làm hai luôn. Yeah. Rồi cái thầy đi ngang, thầy đi quá duyên á. Yeah. Ổng mới kêu thầy lại, ổng nói thầy bây giờ có cái tượng vậy đó, bây giờ con không dám thờ. Đó, bây giờ con làm ăn xanh đạch đuổi quá, con không dám thờ, bây giờ thầy đem về chùa giùm con. Thầy đem về đây, thầy hàng gắn lại. Là bây giờ từ cái ngày thầy hàng gắn lại với, hồi đó ổng màu nâu nha. Yeah. Màu nâu, thường thường những cái tượng Phật này là màu nâu mà màu bêu á. Dạ, cái bắt đầu á là thầy hàng gắn lại xong, thầy về thầy sơn cái màu này. Là từ ngày thầy làm cái này lên rồi là ổng làm ăn khá luôn á. Thầy làm ở đây mà ổng ở đẳng ổng làm ăn khá đó. À. Cái những cái vết tiền nè, cái vết tiền nè thầy đắp nè. Có, ừ đó đây, đây là những cái vết tiền nó đứt ngang luôn mà. Đắp bằng xi măng. À, thầy đắp bằng thạch cao. Thạch cao. Thạch cao chứ không phải xi măng. Thầy đắp lại bằng thạch cao. Đó, nó có vết tiền gắt đứt ngang này thấy không? Còn nè đứt luôn nè, đứt ngang cái ghế luôn nè, thấy không? Cục đá trên bụng ổng là gì sư? Hả? Cục đá này hả? Cục đá này còn độc nữa. Trời ơi. Là cái gì? Cục đá này thầy đi quá duyên, tự nhiên thầy lui lại, thầy đạp cục đá lạnh ngắt hả? Ờ cục đá này nè thầy đạp nó lạnh ngắt hà. Nó lạnh ngắt hà, bắt đầu thầy nói sao kỳ ta, sao cục đá mà ngoài nắng mà bị lạnh ngắt kỳ vậy. Thầy mới nói cục đá này nó kỳ lạ cho nên thầy đem về thầy thờ, mà từ ngày thầy thờ thầy để đây là thầy thấy. Ủa, có hiệu ứng đó. Nó cũng bình thường thôi. Bình thường mà. Nhưng mà tại sao thầy thấy lạnh ngắt hà? À, thầy cũng không biết nữa. Là hợp với thầy rồi. Thầy không biết nữa. Sư. Thầy đem về tới giờ luôn á. Ờ. Để trên đây luôn, để bụng ông luôn. Thầy nói đây là thạch quá kim. Trời trả qua trở lại vậy thôi. Nhưng mà con, ý con muốn hỏi là tại sao mà mình không để ở dưới đúng rồi, kim là vàng, cái bụng của ông có vàng mà. Để dưới chi? Ý nghĩa là vậy. Ừ, cái bụng của ông Phật có vàng mà. Dạ, dạ. Ừ, cho nên là để đây đúng chứ để dưới đâu đúng. Dạ, dạ. Ừ, bụng với cái tay có vàng. Dạ. Thấy không? Bụng ông là tốt mà, bụng kim thân mà. Đó. Cho nên là thạch là kim, kim là thạch phải không? Dạ. Đó. Cái cục đá này nó có duyên với thầy sao thầy không biết nữa, mà thầy đang đi cái thầy lui lại thầy đạp xong mà thấy nó lạnh ghê lắm. Lúc đó trời nắng hay... trời nắng 12 giờ trưa luôn, thầy đứng thầy lui lên vậy nè, thầy đạp nghe thầy lạnh gót luôn á. Lạ vậy ha. Thầy ô sư tưởng cục đá dòm lại thì thấy cục đá thầy lụm lên là thầy cầm vô nghe mát lạnh là thầy đem về luôn. Dạ. Thầy xin thổ địa thầy nói vậy là có duyên với tôi đem về nha. Đem đá vậy luôn, đem về thầy để đây luôn. Mà hôm nay anh em không ai hỏi mà sao anh em hỏi đó nha. Này mới thấy anh em hỏi đó. Nãy giờ coi tụi con cũng tự nhiên dòm vô. À, mà anh em cầm vô thấy bình thường phải không? À, mà thầy khác. À. Thầy cầm vô thì thầy thấy nó khác, thầy không hiểu sao nữa nè, anh em dòm kỹ coi nó là hình tam giác nè. Giống như cục đá bình thường. Thấy không? Hình tam giác nè, nếu mà chạm chỗ ra là thành cái hình Phật được đó. À, thấy chưa? Thành cái đỉnh Phật ngồi đó. Dưới đây hai chân xếp bằng, ở trên đây là cái đỉnh đầu nè. Nó thầy không biết sao nữa nó, thầy đem về luôn á. Nghĩa này đó. Nó vậy đó ha. Dạ. Thì đây giờ dài là thầy chia cho anh em thấy đây là tượng Di Lặc rất thiển linh luôn. Dạ. Từ ngày thầy đem về thầy cũng gặp rất nhiều may mắn, và cái anh mà ảnh đưa thầy tượng Phật này đó. Dạ. Từ cái ngày thầy làm liên lạc cái này rồi anh làm ăn rất là khá luôn. Dạ. Thầy đi ngang là thầy thấy anh làm ăn rất khá luôn mà thầy không có nói. Thấy không? Dạ. Thầy chỉ nói đây với anh em thôi, chắc mai mốt anh lên clip anh thấy. Thầy cho con gờ ông Phật Di Lặc thử. Được được, cứ tự nhiên đi, cứ tự nhiên đi. Anh này em vô xin vía nha. À, bình thường. Bình thường, bình thường thì hỉ cũng đứt đi. Nó. Nó cái duyên đó. Xin vía. À, cái duyên lành đó. À, xong rồi đó. Con hồ lô sao đây? Cái bình hồ lô là thầy đi trên đường gà người ta gặp ta cho. À, gặp ta cho thôi. Thầy đem về thầy sơn lại màu đó đó. Đây con hỏi rồi coi sẵn cái bức tranh của Đạt Ma Sư Tổ. Đạt Ma Sư Tổ là hồi đó thầy An Vị Chùa là thầy vẽ luôn.
chứ không có ảnh hưởng gì hết. Thầy vẽ hay là không, thợ vẽ, ông thợ, ông thợ họa sĩ á, ông tới đem giúp thầy luôn. Thầy muốn vẽ cái tượng mà thầy kiếm họa sĩ hoài không có, mà sao tự bữa đó ông đi, ông nghe cái tin sao đó không biết, tự nhiên đến đây ông nhận vẽ giùm cho thầy luôn, vẽ giùm luôn á. Cái gì cũng có cái duyên, cái duyên, tất cả là duyên thôi. Ở đây là phía sau cái chánh điện của này là hậu tổ, cái này gọi là hậu tổ. Trước là chánh điện. Vậy đó. Thì bây giờ dài lại thầy phân cho mấy anh em vậy đó ha. Rồi anh em lát nữa muốn hỏi tượng Quan Âm, tượng Di Lặc sao đó thầy sẽ nói cái cốt lõi và cái linh tướng cho thầy. Rồi A Di Đà Phật, thầy xin chia sẻ quý vị với anh em ha. Cộng đồng mạng thầy cũng hồi hướng công đức trang nghiêm tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin chào cả nhà. A Di Đà Phật chào cả nhà.